Xin chào mọi người, đây là video hướng dẫn sử dụng Google Meet, một trong các ứng dụng mà giúp mọi người có thể chia sẻ màn hình cho người khác xem một cách nó free với người dùng. Nó không như Zoom thì bạn muốn sử dụng tối đa hiệu năng thì bạn cần nạp tiền, còn với Meet thì nó sẽ free. Và đây là một cái benchmark, từ bên máy bên phải đã vào rồi thì bây giờ mình sẽ dùng máy bên trái để tương tác với cái Meet đấy. Thì mới copy cái link của Meet thì cái này thường thì sẽ có người gửi cho, thì mọi người ấn vào đây Enter thì mọi người sẽ được một cái giao diện như thế này. Đấy, thì mọi người tắt, có thể bật mic, tắt mic, thì đây là hai nút bật mic và tắt trước khi vào này, anh em chú ý một chút này. Chưa, có thể đặt tắt trước tùy mọi người. Rồi ấn tham gia ngay. Thì đây là mình đang dùng cùng một nick ấy, nên là nó vào thoải mái nhé. Còn nếu mọi người dùng nick khác thì nó sẽ có yêu cầu tham gia, thì anh em yêu cầu tham gia và chờ chủ phòng xác nhận là được. Các thao tác thì mình chỉ lưu ý một chút là thao tác chia sẻ màn hình thôi. Chia sẻ màn hình thì giúp người khác có thể xem được màn hình của bạn. Thì khi anh em ấn một cái nút hình chữ nhật này. Rồi, hình chữ nhật bên này đâu à? Lát lại một chút, thì xem bên này đi. Đây, thì khi mọi người ấn chia sẻ màn hình, tức là cái hình chữ nhật này, nó sẽ hiện lên một cái hộp thoại thông báo là bạn muốn chia sẻ cái gì, thì mọi người chọn full screen hoặc là chọn đây toàn màn hình nhá. Toàn màn hình và chọn toàn màn hình này và ấn chia sẻ này. Đấy, chọn vào cái thứ ba toàn màn hình này. Rồi ấn vào cái này, chọn cái ô này và ấn chia sẻ. Đấy. Rồi, ấn chia sẻ là ok. Thì hai máy sẽ xem được nhau này. Đấy. Vậy là bạn đã chia sẻ thành công, được chưa? Tương tự thế thì nếu mà máy bên này muốn chia sẻ thì cũng ấn cái nút này, ấn chia sẻ này. Và ấn entry screen và share. Thì đấy là cái cách để chúng ta sử dụng được ứng dụng Meet anh em ạ. Thì các thao tác nó sẽ chỉ có thế. Có thêm thì khả năng chúng ta sẽ có cái mở mic, mở cam hoặc là chúng ta chat nữa này. Chat nữa. Thế thôi, chứ cũng không mất gì cả. Đó. Thì đây là cách sử dụng ứng dụng Meet.